Dạ xin chào khán giả Thương Dược. Có một đứa bé mới vừa lấy đồ chơi xong rồi làm rớt cái chai dầu phù là đó, nên miệng nó rớt, nó văng tùm lum, cho nên là Thương Dược phải lấy máy hút bụi. Thương Dược hút rồi, cái Thương Dược sẵn, Thương Dược hút bụi nhà luôn. Xong cái đứa bé đó thì đi mất tiêu rồi, không biết nữa, cái đứa bé đâu đâu rồi không biết luôn. Hình như nằm đây có người che chở hay sao á, ngủ luôn rồi vậy. Ngủ luôn rồi trời ơi, tội nghiệp không, tội nghiệp quá à. Trời ơi, nãy giờ cho lấy hút bụi cho hút qua trong ra đây, cái này làm cũng thích, cũng thích làm bộ làm bộ ngủ, đâu buồn ngủ á. Ra này nằm với bà nội. Sao cho lấy đồ chấm mà che lại rồi. Ra này nằm trốn với bà nội. Đó, gấu lắm, lấy móc bụi nhát anh hai nè. Rồi nhát Huy nè, rồi nhát Lâm nè. Gấu lắm, mà bản thân của mình là sợ mới hút bụi nhất. Ủa ngủ hả? Ai biết. Ngủ rồi. Ngủ rồi. Ngủ. Quá. Này bữa nay ông bà nội lên thăm răng. Thì hôm qua ông bà nội khám rồi nên ông bà nội ghé chú Tư chơi. Xong rồi hôm nay ông bà nội mới ghé chơi. Rồi xong rồi ngày mai về nội khám nữa nên bà nội ở lại, còn ông nội thì tuần sau mới khám nữa nên ông nội về. Xong nguyên ngày nay thức giữ ông nội, không cho ông nội về. Thức chơi với ông nội nên giờ buồn ngủ nên giờ ngủ rồi. Ủa ngủ rồi sao quay clip ta? Ở nhà cưng cái ghê mà không phải ở nhà quay nữa. Rồi hả? Chơi với ông nội cưng cái tê ghê mà. Rồi hết, tắt mắt bụi rồi. Tắt rồi. Buồn ngủ rồi. Nhớ ông nội không cho ông nội đâu. Không cho bên Quỳnh, bên anh xui luôn. Thấy rồi. Ông bà chưa ngủ rồi đó. Buồn ngủ, buồn ngủ. Em ngủ. Con sẵn quét nhà luôn, hút luôn buồn. Vậy bà nội tối bà nội ngủ với sữa nha. Ừ. Nằm ngủ với sữa, ngợp không? Không ngợp. Ừ. Lôi ra, lôi bịch đồ ông nội nó giấu nó cho ông nội về. Dạ. Chắc là ông bà nội luôn, mẹ cha ghé nó sao? Chạy mừng quá trời đó. Dạ mừng quá trời luôn hả? Chạy chân bỏ chân luôn, không mang dép. Về ở đây luôn, không có đi bệnh nữa. Dạ. Ừ, lấy nước ngọt cho ông nội uống, mắc cười kêu hai người uống một ly nha, uống đừng có giành nhau nha. Quay lên. Ai biết đâu vậy, giành nhau là con giận á, mắc cười cũng chết. Anh hai Thế Vĩnh thì cũng thương ông bà nội lắm. Nhưng mà những cái lúc không quay thì mới lại chơi gần gũi ông bà nội, giờ quay cái ảnh ngại ngại mắc cỡ, anh không chịu quay. Mà... cho nên là còn trà sữa lúc nào cũng quay thì lúc nào cũng quay, thể hiện tình cảm cho bà nội nên rất là quý bà cô chú anh chị. Thế Vĩnh cũng ở bên đây suốt luôn, không có chơi. Thế Vĩnh là thương bà nội còn hơn nữa. Thế Vĩnh là còn muốn cuối tuần đó, hoặc là ngày thường đó, nghỉ hè nè, hoặc là mấy bữa nghỉ học này là muốn về ở với bà nội luôn, về một mình luôn, không cần cha mẹ về luôn á, thương lắm. Đây, lấy nước ngọt cho nội uống, lấy bánh, rồi cái lấy nước đá me pha cho nội uống. Nội uống giỏi quá, mắc cười chết. Cái hồi trà pha nước đá me mà không bỏ đường, chua quá cái trà uống không nổi, trà không uống chạy vô mét mà nội, ông nội không uống mà nội ơi. Cười cũng chết. Nói chung ông bà nội, bà ngoại cũng thương, thương nhiều lắm mà. Tại vì ở gần bà nội ngoại nè. Rồi ông bà nội thì lâu lâu gặp, lâu lên con nít mà nó gặp lâu lâu gặp thì nó quý, nó thương. Rồi ngủ rồi, vậy là bữa nay chị ngủ sớm mà chưa đâu. Rồi bà nội kia đồ bà nội tắm cái ông nội ông ngoại đấy, theo bà chiều theo ông nội dưới luôn nha. Kêu nội tắm hả? Kêu mẹ tắm. Rồi anh hai thì kêu ông nội tắm, mẹ tắm cho nó hả? Ừ, đồ mẹ ngọc chưa về hả? Ừ, mẹ tắm hai bận luôn á, thương quá. Công nghiệp đeo suốt luôn. Đúng rồi. À, thì đó con cháu mình phải thương rồi đó, con bác mà gặp mấy đứa mà nó quấn quýt vậy cũng thương nữa. Nhưng bà nội bà ngoại cũng vậy nữa, bà ngoại mà trà sữa thấy Vĩnh đi về bà nội chơi chừng Tết á. Nhớ quýnh hết trơn, chiều 5-6 giờ mà chưa lên là
ông bà ra ngoài đường bà ngồi ông đợi đi đâu đi lên dữ thì cực, con Thắng thì nó cũng đi, nó đeo suốt luôn, đi nó khóc dữ thì cực mà xuống đây tài xế cũng đeo mà đi thì buồn nhớ cưng không biết chịu ngủ đâu, tự nhiên mình lấy cái hốc bụi mình hút đi bay ra chỉ chớm với bà nội xong cầm lên ngủ luôn nên cái lôi cái bịch đồ ông nội giấu cái ông nội thôi, ông nội giận sửa rồi ông nội đi về. Con xin lỗi ông nội, con không quậy nữa, con không phá nữa. Giấu không cho ông nội về hả? Giấu lôi bịch đồ giấu cường chết. Đeo ông nội suốt luôn. Nãy nói chuyện với ông nội. Rồi nó sao nó mến ông nội ghê luôn trời. Mới ông nội mà mẹ luôn không? Ờ chứ bà nội về đi. Ông nội ở chơi với con. Thường gái. Nó về dưới nó mến ông nội, trai mến bà nội. Nó về dưới cũng vậy, ông nội nó đi chơi là nó nói sao ông nội đi chơi hoài không về. Chứ ông nội bay vô lòng ông nội. Thôi phúc xong rồi về. Đợt này cũng mừng là mẹ con vừa đi lên sóng răng thì răng nó cũng bị một cái nó bị hơi hư à. Dạ bác sĩ thì khỏi phải nhổ mà. Thôi khỏi nhổ. À, lấy tỷ tám trám lại hả? Ừ. Hết nhất trực. Bớt đau, qua này hết đau. Qua này hết đau không? Ừ. Tại lấy giống như lấy mấy cái sâu răng mà cái vi cũng vô trùng á. Ừ. Vừa đưa thuốc uống. Cho ngủ say xíu rồi đặng ẩm vô cho ngủ. Hôm bữa ngủ lôi mệt lên bụng cho nội giờ ngủ tước mà nội rồi. À, rồi về quê là ngủ là cũng là phải dọn dẹp chỗ cho bà nội ngủ nha quý bà chú anh chị. Cưng lắm. À. Nắm tay lôi vô một phòng mà đóng cửa lại hết. Cái này là những cái clip mà sau này ông bà nội mà lớn tuổi họ trà sữa lớn lên á thì sẽ coi lại rất là thương luôn. Đó. Cưng gì đâu. Ồ. Thấy cưng mà. Cưng bà nội, mai bà nội bắt về ẩm gì dưới nuôi đi. Thôi không cho kéo. Con sợ. Con sợ. Đừng mốt đừng nhát em nữa, em sợ lắm nha. Không nhát đâu, con hút bụi mà nghe tiếng hút bụi nó chạy à. Mà bà nãy bà nãy con thấy nó lấy máy hút bụi nó đi nhát anh Hai Bin hả? Nhát lắm hả? Không cho kéo ra. Nãy mày thấy nó hút bụi nhát Quy đâu hả? Nó cầm cái hút bụi lên hút hút luôn. Nhưng mà tới khi là cái máy này mở lên thì nó mới sợ. Dỗ mình dỗ ngủ ngày nay không ngủ, chị Thu dỗ cũng ngủ luôn. Ở chơi không? Cứ chơi mẹ hả? Ừ, để chơi với ông nội. Ừ. Mai vậy cái bà nội đi khám bệnh rồi, đi khám thăng rồi cái nội về luôn cái chắc kiếm. Sáng nên mình đi chắc nó thức à, sữa thức. Chưa thức đâu. 9 8 giờ mấy chưa thức à? Không đi học ở nhà uống nước á. Ngày ngủ tươi chứ vậy. Sáng chị xui nó dậy trễ. Ngủ sớm mà chừng dậy sớm à. Nay ngủ sớm. Không cũng vậy. Chị ba. Chị ba trà sữa. Ẩm dư chưa? Chưa ngủ rồi mua sai mà. Ẩm dư. Đây. Tưa dắt đi ra siêu thị. Mua kem mà ăn một hộp thôi nha. Không ăn nữa. Gì? Thấy Ngọc vậy. Con không ăn kem nha. Sợ mẹ nó là ăn một hộp thôi nha. Mẹ ẩm vô được không? Giờ nằm đây sẽ ẩm được. Con ẩm đi. Ẩm cho nó thức. Ở đây cho ngủ một chút ẩm được. Ê, lấy sữa lại luôn ha. Sữa lại mất luôn nha. Trà sữa mắc cười lắm bà cô chú anh chị. Uống hộp sữa kia rồi hết rồi ngọt. Em uống hộp sữa kia hết nè. Ừ. Đang ngủ vậy chứ đưa sữa vô là nút à. Ngủ nha. Được luôn ha. Giật mình gì không vậy? Có nóng không? Ngủ luôn nha. Ngủ xài uống à? Hả? Uống chưa? Không, ngủ sai.
mới pha sữa mẹ mẹ ngập mới pha sữa cho uống. Nêu giống ngủ tiêu. Con có thấy lạ không? Ngủ ngủ cho đưa sữa vô. Thường ngủ cầm hai cầm tay hay uống chân lắm, lấy tay cầm uống á. À, cầm hai tay. Đang ngủ gì nữa, thương cái nết vậy đó, sáng năm vậy. Ngủ sáng mẹ vậy đi làm sớm á. Xong cái mẹ Ngọc pha mình sữa để đó. Cái thấy ngủ trưa trưa chưa dậy là đưa mình sữa vô. Uống no bụng tối cũng vậy đó. Có nhiều ông bà cô chú góp ý kêu ra cho uống uống sữa bằng ly đi. Bây giờ không dùng không tập. Nên cái đừng đừng cho uống bằng cái bình này. Đó. Mm-hmm.